Chain flex là gì mà sao Việt đua nhau flex đến hơi thở cuối cùng? Flex đang là trào lưu được nhiều cư dân mạng và người nổi tiếng theo đuổi trên mạng xã hội. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu flex thu hút một lượng lớn người quan tâm, đu trend. Thậm chí, một nhóm trên Facebook mang tên flex đến hơi thở cuối cùng đã đạt hơn 1 triệu người tham gia với mỗi bài đăng, đạt hàng chục nghìn lượt người like và bình luận. Trong số những người phát cuồng vì trào lưu flex có không ít sao Việt như Hoa hậu Lương Thùy Linh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca sĩ Hoàng Dũng, người đẹp Midu. Vậy flex là gì mà hot đến thế? Đầu tiên, từ flex xuất phát là từ lóng của tiếng Anh để chỉ sự phô diễn cơ bắp và sức mạnh của bản thân. Sau đó, từ này được nhiều rapper sử dụng trong các tác phẩm của mình để chỉ hành động khoe khoang quá đà gây khó chịu cho những người xung quanh. Có thể xem rapper Ice Cube là người tiên phong trong việc sử dụng từ flex trong bản rap What's a Good Day. Sau đó, từ này được nhiều rapper nổi tiếng khác sử dụng như Cardi B, Drake, Travis Scott, A$AP Rocky. Từ đó, từ flex và trào lưu flexing trở nên phổ biến trên thế giới. Ở Việt Nam, trào lưu sử dụng từ flex được bắt đầu cũng từ việc các rapper sử dụng từ này trong bài hát của họ. Cụ thể, rapper 16 Tip đã khiến từ flex nổi lên sau khi đưa nó vào ca khúc Don't Waste My Time để tham dự cuộc thi Rap Việt mùa 1. Những ngày gần đây, khi từ flex tiếp tục xuất hiện ở Rap Việt mùa 3, khán giả thế hệ Gen Z lập tức xôn xao và biến nó thành trào lưu flexing. Điều thú vị là nếu nguyên gốc nghĩa của từ flex là sự khoe khoang quá đà, gây khó chịu thì trào lưu flexing xuất hiện những ngày gần đây lại mang ý nghĩa hài hước, vui vẻ nhiều hơn. Trong giới sao Việt, có không ít người tham gia vào nhóm flex đến hơi thở cuối cùng trên Facebook như ca sĩ Hoàng Dũng. Anh khoe khoang lên nhạc của mình. Ở đây chưa có ai flex concert đúng không ạ? Flex nhẹ với các bạn 4 đêm concert cá nhân mà mình tổ chức trong 2 năm vừa qua, 2021 đến 2022. Trong đó, có 2 đêm 3.000, 1 đêm 4.000 và 1 đêm 6.000 khán giả. Vì group mình flex đến hơi thở cuối nên mình flex luôn là trong 2 năm đấy mình, lần lượt đạt top 6 và top 5 nghệ sĩ Việt Nam có lượt stream nhiều nhất Spotify. Bài đăng này đã thu hút hơn 100.000 lượt like, 7.600.000 lượt bình luận. Còn trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung flex nhẹ ra tài hơn 300 bài hát thiếu nhi là sáng tác của mình. Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng không bỏ qua trào lưu flexing với dòng trạng thái 19 tuổi múa mâm giữa hơn 100 quốc gia. Ai ngờ lọt top 12 Miss World 2019. Flex vô tư, chớt for fun nhé cả nhà. Người đẹp Midu mới đây chia sẻ dòng trạng thái sặc mùi flex về những thành tích của mình, thật ngại khi phải flex về việc mình đã từng 12 năm liền học sinh giỏi. Nhiều lần được học sinh giỏi quận, học sinh giỏi thành phố, giải nhì văn cấp thành phố, á khoa trường đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, thủ khoa cao đẳng văn hóa nghệ thuật, giảng viên đại học Hutech. Và dù mình chọn lựa con đường theo đuổi học thuật, nhưng cuộc đời lại xô đẩy tham gia nghệ thuật và trao cho mình những giải thưởng tuyệt vời như cánh diều vàng, ngôi sao xanh, diễn viên châu Á xuất sắc tại Hàn Quốc. Còn gì nữa không nhìn mình cũng không nhớ hết, ai nhớ thì giúp mình flex thêm cho ngầu nha. Có thể thấy trào lưu flexing đang ngày càng phổ biến và trở nên hài hước, dí dỏm hơn trên mạng xã hội Việt Nam. Nhìn một cách tích cực, đây cũng là trào lưu giúp giới trẻ nhìn nhận thần tượng theo chiều hướng tốt lên. Tuy nhiên, cũng không phải là không có mặt quá đà của xu hướng này, đặc biệt khi trend chỉ mới bắt đầu và chưa đến cao trào.